ngập tràn cảm hứng tại thế giới của vạn trải nghiệm, nơi xóa nhòa ranh giới của không gian và thời gian, nơi thỏa sức khám phá những kỳ quan năm châu hội tụ, nơi chinh phục thử thách, xác lập những giới hạn mới, nơi vẽ vùng trải nghiệm giải trí bất tận từ biển lên trời, nơi gắn kết để rồi vỡ òa cảm xúc bên những người thân yêu. Vin Wonders Nha Trang, điểm đến của triệu niềm vui diệu kỳ. Tuyệt vời. Bây giờ cảm giác vẫn còn lâng lâng và rất là thích. Hai em cá heo của trung tâm Vinh Giang và là hoàn toàn là cá heo Việt Nam từ sông Mekong. Các bạn đã có những cái thông tin mà để mình trải nghiệm show cá heo ở tại Vinh Giang. We'll be right back.
hôm qua là một cái ngày mà mình hoạt động nhiều, những cái hoạt động ngoài biển, rồi những cái kiểu mà hoạt động nhiều, đi lại nhiều. Rồi hôm nay đúng là đến cái spa ở Vinpearl thì thật sự tuyệt vời. Kiểu mà mình lấy lại được năng lượng mà để cho những ngày tiếp theo mình có những hoạt động đặc biệt hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Đi lặn thấy sao rồi, lần đầu tiên của em thế nào? Lần đầu tiên em rất là ok la. Nói chung là đợt này cái chuyến đi này á là một trong những cái mà chuyến đi mà nó có nhiều lần đầu tiên nhất. Lần đầu tiên nhảy dù nè đúng không? Và lần đầu tiên đi lặn. Thật ra trước giờ em cũng đi nhiều nơi. Rồi em cũng có những trải nghiệm cũng đặc biệt, cũng là nhiều, rất là nhiều nơi ở quốc tế, cũng có Việt Nam cũng có, cũng okay. nhiều chỗ. Mà thật sự là em chưa bao giờ có những trải nghiệm giống như đợt này. Nó hơi năng động hơn tí xíu. Năng động hơn. Đúng rồi. Với lại tại vì á trước đây là mình đi á, thì mình cũng, tại vì tính mình nó cũng hơi nhát, thì mình không có dám tạo điều kiện để mình tiếp xúc những cái trải nghiệm đó. Nhưng mà đợt này thì giống như là anh Vinh đi thì anh Vinh kéo em đi thì em cũng đi. Đi xong rồi cái mình cũng muốn thử cái này, sau khi thử cái bay trên trời cái dù lượn xong rồi thì mình cũng muốn thử lặn biển thế nào. Đúng là thật sự là những cái trải nghiệm đó, nó nhưng mà rõ ràng là nó không có sợ như lúc đầu em nghĩ, đúng không? Khi mà em chơi rồi em cảm thấy là khả năng của mình là mình có thể enjoy được, không đúng có quá rồi. Sợ mà sợ thì mình mất đi cái niềm vui đó, đúng anh nghĩ là vậy. Anh Vinh hồi xưa cũng vậy thôi. Anh Vinh hồi xưa là cũng nhát, mình cũng không có dám làm gì hết, mà cứ đi từ từ bắt đầu thấy ôi thấy cái đó thích quá, mà giờ mình cứ nhát thì nhiều khi là mình sẽ không trải nghiệm được. Cho nên là cứ phải thôi ráng thử một lần. Tất nhiên là trong những cái hoạt động của mình nó đều rất là an toàn, đúng không? Rồi, đúng nó rồi. An toàn, nó thoải mái, nó không có cái gì là mình phải quá sức hoặc là tổn hại tới mình hết. Nó làm cho mình cảm thấy là thật ra cái tiềm năng trong con người mình, những cái mà con người mình có thể vượt qua được đó, nó không có giới hạn. Rồi. Thì tự nhiên khi mà mình nhảy dù hay mình lặn biển xong cái mình lại cảm thấy là những cái việc mà mình nghĩ là mình không bao giờ làm được thì mình còn có thể làm được gì nữa, thì tự nhiên nó lại suy nghĩ những cái suy nghĩ nó tích cực hơn cho cuộc sống mình. À vậy có những điều mà mình trước giờ mình nghĩ là mình chắc không chạm tới được đâu thì mình nghĩ là nhiều khi mình có thể làm được rồi, thì nên là mình sẽ phấn đấu nhiều hơn trong công việc của mình nè, trong sự nghiệp của mình nè, cũng trong cuộc sống nó liên quan tới cái chuyện ngoài cái chuyện ăn chơi thì trong công việc thì mình cũng sẽ cảm thấy có nhiều cái năng lượng hơn, đúng rồi, để mình thử nhiều cái mới hơn, đúng chẳng rồi. Hạn đúng không đó. Nó cũng có liên quan mà với lại một điều nữa nha. Em cũng thấy chuyến đi này nó có thay đổi suy nghĩ của em tại vì khi mà rõ ràng khi mà hai người con trai đi du lịch với nhau á thì nó có sự gọi là sự chia sẻ, ví đúng, dụ như xác. Là khi mà anh đi chơi với lại người yêu thì tất nhiên mình cũng phải thôi để anh xách này có cho, những cái để chuyện bạn này cho, mình, đến chụp hình này cho, những cái chuyện mình không chia sẻ được, không đúng nói rồi. Được tại nó vẫn khác đó. Thì rõ ràng là chúng ta sẽ chia sẻ được nhiều cái hơn, mà chúng ta sẽ cùng nhau làm những cái chuyện nó hay ho hơn. Đó cho nên em nghĩ là sau chuyến này thì mai mốt là anh Vinh mà đi đâu thì chắc là ông mời em cũng chạy theo luôn cho nó. Bình thì dễ thương quá rồi, anh Vinh cảm ơn Bình nhiều. Vinh và Bình thì ngày hôm nay là chủ yếu là đi trải nghiệm xong rồi chia sẻ thông tin để cho các bạn biết nơi này, chứ cũng không phải là muốn là các bạn phải đi theo tụi mình. Các bạn cứ đi theo cái kiểu của các bạn thích, mà là tham khảo cái thông tin từ những cái gì mà anh em chia sẻ ở đây. Rồi cảm ơn những cái chia sẻ của Bình nha. Anh Vinh thì còn một cái hoạt động buổi tối nữa rất là hay, sẽ cùng đi với Bình và sau đó thì mình hết thời lượng rồi, mình lại hẹn nhau chuyến khác. Chuyến sau và nếu đủ mà thì đi, là Bình phải đi nha, chắc chắn. Em nghĩ là sau này anh Vinh rủ đi đâu em cũng sẽ đi, tại vì thực ra đi với anh Vinh á thì mình có sẽ trải nghiệm được nhiều thứ hơn.
Rồi, ok. Vô. Vô. Cảm ơn người chuyến đi rất nhiều. Thank you, Bình. Đi từ khán giả đi ra luôn. Anh nghĩ đây là cái show mà lần đầu tiên Việt Nam mình có hình trạng như vậy. Đúng rồi. Đúng không? Chưa từng xem đúng đâu. Rồi, với lại họ làm kiểu kỹ xảo về máy chiếu lên máy chiếu, kỹ xảo máy chiếu á. Đây là một trong những kỹ xảo công nghệ cao nhất trong nghề. Gì đó anh không biết nữa, nó là cảm xúc của anh đúng không? Còn em á thì tại vì có một thời gian em cũng hay làm những cái show
thì khi mà mình thấy những cái show như thế thì mình thấy có nhiều cái hay quá. Đúng rồi, cái câu hỏi mà rõ ràng âm thanh ánh sáng và cái công nghệ và cái cách mà họ dàn dựng nó làm cho mình cảm thấy wow. Thì rõ ràng là mình nhận được một cái cảm hứng nó mãnh liệt lắm. Anh nghĩ là đối với anh, không biết em sao, em cũng nghệ sĩ, anh nghĩ là rõ ràng giống như nhà về cái nghề của chúng ta, khi mà có âm thanh ánh sáng lên, có âm thanh lên, có ánh sáng đẹp lên là chúng ta lại muốn nhảy vô thôi. Cho nên là em thấy là giống như là ước gì là giờ đang đứng như nó hát lại cái gì đó không được. Live show ước gì cái live show mình giống vậy. Dành tặng cho chương trình một tràng pháo tay thiệt là lớn, bởi vì Vinh bây giờ đã trở thành một fan hâm mộ của Tata Show. Cái show diễn rất là hay và Vinh đã lẻn vào hội trường bây giờ bắt cóc một vở diễn viên. Bạn Hiền đây là một cái vở diễn của bông hoa trong một cái show hoành tráng như vậy, thì anh Vinh muốn hỏi Hiền là cái quá trình mình tập luyện cái show này mất bao lâu và nó có khó, những cái khó khăn nào? Dạ, cái quá trình tập luyện của cái show này thì bọn em mất gần 5 đến 6 tháng. Là bắt đầu từ tháng 11, thì cái khó khăn ở đây thì nó không có khó về cái mặt động tác hay là cái mặt cơ bản, nó khó khăn về cái mặt thời tiết, sức khỏe và con người. Nó chỉ khó khăn về cái chuyện đó thôi. Ngoài ra thì cái cảm nhận của em như thế nào khi mà em tham gia một cái show mà anh Vinh nghĩ là mang tầm cỡ quốc tế như thế này rất là hay, và hồi nãy anh Vinh có nhìn thấy khán giả
xem show mà cứ nhoẻn miệng cười, đó là mọi người đã đem được thực sự một cái show đến với tất cả những cái khán giả, họ rất là yêu thích chương trình và họ cảm thấy vui vẻ. Và cái cảm nghĩ của em khi mà em tham gia cái show này thì rất là tự hào. Dạ hả? Dạ, là lần đầu tiên mình được tham gia vào một cái show mà cái chi phí đầu tư nó rất là lớn, một con số rất là cao, thì bản thân em cảm thấy rất là tự hào là một trong những số diễn viên của cái Tata Show này. Thì thực sự là cảm xúc khó tả lắm, từ lúc nào ra diễn cũng thấy khán giả rất là đông, rồi là mỗi lần mà diễn xong thì khán giả vỗ tay rất là nồng nhiệt, rất là chào đón. Là nói chung là bây giờ cảm giác em nó rất là khó tả, tức là mỗi đêm diễn đều là đem lại những cảm xúc khác nhau. Dạ đúng rồi. Rồi vậy thì Hiền là diễn viên múa nhưng mà em ở tại Nha Trang hay là em đến từ thành phố nào? Dạ em đến từ thành phố Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng. Vậy hy vọng của em qua cái show diễn này là như thế nào với tất cả mọi người? Dạ, em hy vọng qua cái show diễn này có thể truyền đạt đến mọi người là một cuộc sống tươi đẹp hơn, một cuộc sống ý nghĩa hơn, giống như là cái Tata Show này đã mang đến. Cảm ơn Hiền.